Hello, năm chào anh em. Hôm nay mệt vãi đái. Tối qua thì mẹ tôi vừa mới đi đám cưới, đi ăn cỗ cưới lúc 12 giờ đêm. Mãi đến 1 giờ kém mới về, xong 1 rưỡi mới ngủ. Nên là sáng nay 6 giờ phải dậy sớm để đưa vợ con ra Hà Nội rồi. Và tôi vừa đi chụp về thì trên đường về thì tôi cũng có lượn qua nhà ông anh để lấy một con rắn. Tôi đã được một người anh giấu tên tặng một con rắn vua. Con này gọi rắn vua bởi vì con này nó rất thích ăn các con rắn khác. Mặc dù size nó mắc size nó cũng khá là nhỏ, nó không to lắm đâu. Nhưng mà nó lại rất thích ăn các con rắn khác. Và con này nó có thể kháng được nọc độc của một vài loại rắn như kiểu đuôi chuông. Cho nên là cũng là khá là bá nha. Người ta đặt tên là rắn vua, là King Snake. Và đây này, hộp rắn đây này. Đó, vừa mới được tặng xong. Thì nữa bây giờ tôi trên đường tôi về nhà đó. Và đang về để nghỉ ngơi các kiểu. Thì tối, có gì tối tôi sẽ quay clip review kỹ về con này cho các bạn biết. Con này là con gì? Con này là con rắn khá là nổi tiếng trong cộng đồng chơi bò sát nói chung và là chơi rắn cảnh nói riêng của Việt Nam, cực kỳ nổi tiếng luôn và giá trị cũng khá là cao, cũng khoảng tầm vài triệu thì 4-5 triệu rồi đấy. Ok, và để tôi về nhá. Three days later. Đây, hello tất cả các bạn. Và đây là sau khoảng tầm 3-4 ngày đấy rồi. Bạn qua với ảnh cũng quên mất không quay clip con này. Các bạn có lẽ lúc về tôi cũng đã cho nó ăn một con Pinky Rat rồi. Vì anh chủ cũ anh có nguồn của nó bảo là cũng khá lâu rồi nó chưa ăn. Thế cho tôi cho ăn luôn. Thì ở đây trong hộp này chính là một con rắn gọi là King Snake, có nghĩa là rắn vua luôn đấy. Và con đấy cũng là, đây cũng là cái con là khá là phổ biến trong giới chơi bò sát và cũng là con rắn nhập môn khá là tốt, nhưng mà phổ biến không có nghĩa là nó rẻ. Con rắn này mình nghĩ chắc khoảng tầm phải từ 4-5 triệu đấy một con. Đây chính là rắn Mexican Black King Snake và nó chính là một trong những mũ đấy các bạn. Rồi, bây giờ tôi đã mở hộp cho các bạn xem là con King Snake này trông như nào. Dù là một số bạn chơi bò sát thì cũng đã biết rồi, nhưng mà có một số bạn mới làm quen xem clip để hiểu biết thêm về bò sát thì vẫn chưa biết, thì tôi sẽ mở hộp luôn. Ô, nó nằm trên cây luôn này. Một này được cái đặc tính nó rất là thích leo lên mấy cái sỏi đá với cả cái lá cây với cả cái cây ở tầng thấp ấy. Nó không thích lên cao nhưng mà ra tầm thấp này là nó rất thích leo. Và cho cái này vào thì nó sẽ có chỗ trú ẩn, nó cũng cảm thấy an toàn hơn, nó cảm thấy thoải mái hơn. Con mèo này kêu gì nữa đây? Con mèo sờ phim được này, từ khi vợ nó chết đấy ở sao nó ăn nhiều vất cả đấy. Con như con lợn thôi, mèo nó béo đã chịu được rồi. Rồi tí nữa cho ăn. Ăn ra quên vừa cho mà nhỉ. Được ăn rồi. Nó đây. Rồi, đối với bạn nào chưa biết thì đây chính là rắn Mexican Black King Snake. Thì nghe cái tên là biết được là con đấy nó thế nào nhỉ, nó xuất xứ từ Mexican và các vùng lân cận quanh đấy. Con này nó chính là một cái phân loài của loài Common King Snake hoặc là Eastern King Snake. Thì mình sẽ cho ảnh chạy ở quanh đây cho các bạn biết là cái con Common King Snake hoặc là Eastern King Snake trông như thế nào đó. Nhưng mà con đấy thì không đẹp bằng con này, nhưng này là không phổ biến bằng. Thì ôi, cái con Common King Snake đấy thì nó có kiểu người màu đen và cái vân sọc màu vạch màu trắng ấy, trông nó cũng khá giống kiểu như là, đối với các bạn đã chưa biết thì bọn Mangrove Cat Snake ấy, cái bọn mà cái con mà chó điên của tôi hay cắn ấy, thì con đấy
nó cũng có phân loài màu đen, có nghĩa là có một cái phân loài, có nghĩa là đấy là một loài nha. Cái phân loài danh pháp hai phần thì là sẽ chia là chi và loài. Thì con kia thì danh pháp hai phần, con măng rô cát snake, danh pháp hai phần của nó là Borga dendrophila. Còn cái danh pháp phần thứ ba thì đấy là chỉ là phân loài. Thì bọn kia nó cũng khá nhiều phân loài. Bọn king snake này có khá là nhiều phân loài. Thì trong bọn này có phân loài màu đen xì như này, thì bọn măng rô cát snake kia cũng có một cái phân loài màu đen xì luôn, đẹp cực luôn các bạn ạ. Nhưng mà nó không phổ biến như là bọn này. Thì đối với những tín đồ mà thích đồ đen như tôi chẳng hạn, thì cực kỳ thích một con này, mặc dù tôi không thích king snake cho lắm. Vì bọn rắn này nó thế nào nhỉ? Rất là nuôi bọn này cũng khá là thích, nhưng mà bọn này kích thước nó khá là bé, nó khoảng tầm mắc size khoảng tầm 90-1m2 gì đấy. Và đối với một số con cá biệt ở trong môi trường nuôi nhốt ấy, chắc là phát triển tốt, nó có thể lên đến khoảng tầm 1m5. Bọn này thì nó là thuộc trong họ Colubrid, là rắn nước không độc. Và bọn này nó săn mồi bằng cách là cắn là con mồi và nó siết con mồi như là chăn ấy, và siết chết con mồi rồi nó sẽ nuốt. Thì bọn này ngoài tự nhiên nó khá là bá đạo, mặc dù kích thước nó khá là bé, ngoài tự nhiên nó hay lùng sục các cái hang của bọn gặm nhấm chuột chết các kiểu ấy để nó ăn thịt. Và đôi khi nó gặp bọn rắn nuôi chuông, nó cũng rất thích ăn thịt rắn nuôi chuông luôn. Bọn này chính vì vậy là trong khoảng thời gian phát triển của nó đã tạo nên thì chắc là có thể nói là một số kháng thể gì đấy. Có thể chống chọi được cái độc của rắn nuôi chuông. Bọn này không sợ rắn nuôi chuông cắn luôn, vì ngoài tự nhiên nó ăn rắn nuôi chuông khá là nhiều, và con đấy là thức ăn khoái khẩu của bọn này. Mặc dù nó thức ăn khoái khẩu, nhưng mà bình thường thì bọn nó cũng không chủ động đi tìm rắn nuôi chuông để ăn, mà nó thường ăn chim chuột với cả trứng cái này kia hơn. Thì bọn này là một trong những con rắn gọi là khá là phổ biến trong giới chơi bò sát và khá dễ nuôi. Mặc dù cái giá cả hơi đắt đỏ tí thôi, nhưng mà nó rất là xứng đáng đối với những gì nó mang lại các bạn. Thì những con rẻ rẻ ấy thì hầu hết ở Việt Nam ấy thì hầu hết là rắn rừng hoặc là khó nuôi gì đấy. Bọn này cực kỳ dễ nuôi luôn nha. Chỉ cần đây là các bạn có thể nhìn thấy tôi set up chuồng là có lót cái Advent Chippy này, Chipsy, một cái hang trú và một cái cây giả vắt nước thôi. Còn nếu mà không thì các bạn có thể chỉ cần lót báo thôi là đủ, và để trong cái hộp nhựa là cất ở một góc để tối tí. Mặc dù bọn này cũng như con rắn khác là nó hoạt động trong buổi tối, nhưng mà ban ngày cũng có hoạt động, và thực ra là bọn nó cũng rất là thích ánh sáng ban ngày. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn thả có thể cho nó phơi nắng một chút, nắng nhẹ thôi buổi sáng thôi, chứ phơi lâu quá mà không để ý là bé thành rắn nướng luôn, và có thể có thịt rắn ăn rồi. Mùa đông bọn này thì cái nhiệt độ nó yêu cầu trong khoảng từ 21-29 độ, thì trong nhà thì mình nghĩ là khoảng tầm 20 mấy độ gì đấy thì nó sẽ chậm chạp lại ít ăn đi, bởi vì là ấy, cái mùa đông này này các bạn cho bò sát rắn này rùa này rồi kỳ nhông kỳ đà ăn nhiều thì nó mà nó không tiêu hóa kịp ý, thì rất dễ thức ăn nó bị hỏng ở trong bụng, thì nó bị rất dễ gặp các bệnh về đường ruột dạ dày các kiểu. Nên là các bạn phải đảm bảo đủ nhiệt độ cho nó, kiểm tra kỹ là cái nhiệt độ bình sửa nó là bao nhiêu thì chúng ta có thể kích ăn nhiều lên. Nếu mà không đủ nhiệt thì các bạn có thể giảm lượng thức ăn xuống, không phải hưởng gì cả, nó không chết được đâu. Khi nào mà nó cảm thấy khó chịu hay là kiểu như là không muốn nhìn động vào ấy, nó sẽ có thể đập đập đuôi như là đuôi chuông ấy, rung rung đuôi ấy. Thôi cho tao sợ một tí. Thề luôn, tôi hay cầm một rắn to ấy, nhưng là cầm một rắn nhỏ ấy tôi cứ sợ sợ của mẹ gì. Ấy, nó ỉa ra tay đi. Mẹ, nó ỉa ra tay rồi. Nó rung rung đuôi này, nó có vẻ không thích. Lấy anh cái tờ giấy lên. Ấy, đừng giật mình. Ok. Nó đang hơi khó chịu, nó rung đuôi này. Cầm cái bọn rắn to quen rồi nha, cầm bọn rắn bé này nó cứ sợ với mẹ gì các bạn. Cứ sợ là mình bóp chết nó thôi. Rồi, đây chính là Mexican Black King Snake. Rất đẹp không các bạn? Sau này nó to lên còn đẹp nữa. Đen tuyền luôn này. Và cái da của nó, màu này nó cũng có tí ánh xanh khi mà các bạn ra cho ra ngoài nắng hoặc là soi là flash vào. Nhưng mà bọn này nó thực ra là nó là màu kiểu sô cô la siêu đen ấy. Kiểu như là màu sô cô la nhưng mà nó cực kỳ tối ấy. Trong ánh sáng bình thường thì nó sẽ thành màu đen như này, nhìn nó sẽ thêm đen như này, lưỡi cũng đen luôn này, à hồng đen ấy, không màu hồng. Bọn này là các bạn cực kỳ dễ nuôi và cực kỳ háo ăn các bạn. Bình thường thì có một số con các bạn phải tập cho dần dần để cho ăn chuột chết hoặc chuột đông lạnh, nhưng mà bọn này thì các bạn chỉ cần ra đông và đập chết một chuột rồi thả vào là nó lớp ngay, và là cực kỳ háo ăn luôn. Và theo như mình thấy kiểu như là rất nhiều ghi nhận là bọn king snake nó rất hay tự ăn chính nó ấy, có nghĩa là nó ở trong môi trường chật hẹp hay là như nào hay là đói như nào, nó sẽ nhìn thấy đôi nó và nó tưởng là con rắn, nó ăn mẹ luôn, nó nuốt người nó, thì là nó thành hình vòng tròn luôn đấy, trông gây vãi.
Và bọn này nó thích ăn rắn cho nên là các bạn không nên nuôi chung với nhau. Có thể ăn nhau kể cả kích thước xem nhau nhưng mà vẫn ăn được. Đây là kinh luôn. Bọn này có tên là kinh sơn tích luôn. Mình để ý nhá. Tất cả con nào có tên là kinh đều ăn rắn cả. Ví dụ như là kinh cobra này, rắn hổ chúa ấy, cũng ăn rắn. King rat snake này, và cái con rắn ở của Trung Quốc, Chinese king rat snake. Con này cũng thích ăn rắn. Con mình sẽ review con này sau. Con này là kinh snake thì nó cũng thích ăn rắn này. Các bạn con nào thích ăn rắn người ta đặt tên là kinh. Chứ bọn này thì nó không thái bị vui cả. Bé vãi, nó xài nó mới hay. Và cực kỳ khá là hiền lành. Bọn này nó được nuôi nhốt, được nuôi sinh sản các thứ khá là lâu rồi. Nên là nuôi này các bạn không phải sợ gì cả. Vì kiểu như là ký sinh trùng bên ngoài các thứ ấy. Và tự nhiên ấy. Con này thì cũng dễ mắc cái bệnh như các con rắn khác thôi. Như kiểu như là bị viêm mồm này, hoặc là viêm da hoại tử này, hoặc là bé sẽ định là kiểu lột xấu này, hoặc là viêm phổi. Chung là các bệnh thường gặp là như thế. À, nói đến là vấn đề nhiệt độ rồi đúng không? Thế bây giờ còn đến vấn đề độ ẩm nữa. Độ ẩm của con này thì nó bình thường nó sẽ là trong khoảng tầm 40-60%. Nghĩa là nó là khá là bình thường, nó không bị ẩm quá hay là không khô quá. Thì nhiệt độ mình nghĩ là cái độ ẩm ở Việt Nam mình có thể đảm bảo được. Nhiệt độ ẩm trong nhà ấy, vì Việt Nam đôi lúc nó ẩm lên đến 80-90% rồi. Đèn đẹp quá ấy. Nhưng mà điều này, ví dụ nó lớn lên nữa thì đẹp. Thế biết bao giờ nó mới lớn. Đẹp quá. Đẹp bóng luôn này. Jet Black luôn các bạn. Quá đẹp. Rất cảm ơn anh người anh giấu tên đã tặng cho em con rắn siêu đẹp, khá đắt này. Và cho được tặng các bạn ạ. Thích lái. À, con này thì những người không biết ấy, người ta sẽ rất dễ nhầm với con rắn tràm thương đông. Và con nhưng mà cái con rắn tràm thương đông cái con indigo gì đấy. Con đấy là màu đen tuyệt luôn và cực kỳ to luôn. Con đấy là cái con mà ai cũng thích nhưng mà nó cực kỳ đắt và hiếm. Cái con này có phải 100 triệu nữa các bạn. Bởi vì cái hình ảnh đó nó người ai mà không tìm hiểu ấy thì nhìn rất dễ nhầm. Và nếu mà sao mà mình ở trên mạng ấy, người ta hay search cái từ khóa là Black Mamba, là con rắn mamba đen ấy, là con rắn cực độc ở trên thế giới ấy. Nếu mà sau người ta search được ra con này, nên là các anh em mà gặp con này thì đừng có nhầm nhé. Vì là con Black Mamba là con mồm nó đen, còn người là màu xám xám, xanh xanh, xám 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 ấy. Thế là sao lại là ghi ra có cả hình ảnh con này để minh họa cho Black Mamba. Và rất nhiều cái kênh YouTube hoặc là kênh video giải trí, người ta tìm hiểu thông tin ở trên mạng để làm clip top 10 và những con rắn độc hay gì đấy cho các bạn xem. Thì người ta thường hay không tìm hiểu kỹ và người ta rất dễ cho hình ảnh và thông tin lẫn lộn. Nên là anh em xem thì nên, nếu mà kiểu em thực sự quan tâm thì nên tìm hiểu lại. Khá là hiền các bạn, nó hiền vãi luôn ý. Mình thấy là rất ít trường hợp king snake tấn công người, cực kỳ ít luôn, trừ khi các bạn chơi đùa nó quá đáng lắm thôi. Cầm cứ bắt nó lên cầm chơi này thoải mái, nó chỉ bò chuyền đấy thôi, nó không làm mẹ gì luôn. Thế biết nếu bao giờ mình mới có được con phân loài của con mangaluka snake mà màu đen, mình quá đẹp luôn, mình cực kỳ thích con đấy. Con này bây giờ này size từng này nó có thể ăn được rat pinky rồi, cho nên là mình vẫn sẵn thức ăn để cho nó ăn chứ mẹ bé quá mà mẹ không ăn được rat pinky ấy, phải đi mua chuột bạch tinh ti của chuột bạch ấy, trên Hà Nội ấy thì mẹ vất vả lắm. Nhưng cũng may là con này nó rất dễ ăn đồ đông lạnh, cho nên là những bạn nào mà ở xa ấy, kiểu như là chỗ nào mà không phổ biến bán chuột và con các thứ để cho nó ăn ấy, các bạn có thể mua khoảng 10-20 con tinh ti gì đấy để trong tủ lạnh và lúc nào cho ăn thì giá đông và cho ăn thôi. Đó rất là nhẹ nhàng và tiện lợi. Kể cả những bạn ở xa mà như kiểu như là các tỉnh xa xa mà không phải là trung tâm gần Hà Nội hay là gần Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì rất dễ, rất là khó kiếm những con pinky rat hoặc pinky chuột bạch đó. Thì bọn này khá là ổn áp, nếu mà các bạn kể các bạn ở xa cũng có thể nuôi được. Màu đẹp đen xì luôn. Rồi đây dừng lại chụp một cảnh cho anh ấy. Đó, mình vừa mới giới thiệu cho các bạn là con rắn mà mình có được tặng. Chúng biết nên đặt con này là gì nhỉ? Nhưng mà thực ra là rắn này mình nghĩ là đặt tên nó hơi buồn cười. Thì là rắn nó đéo biết gọi, đéo biết tên mình là gì đâu. Trừ khi các bạn là nuôi 1-2 con gì đấy thì nên đặt tên kiểu như là coi là thú cưng ấy. Nhưng đây mình có khá là nhiều rắn nên mình, đấy là bộ sưu tập của mình, con nào là thú cưng hết. Nhưng mà con rắn nào cũng đặt tên thì đéo nhớ được tên đâu. Tôi chỉ đặt tên cho những con kiểu như là thằn lằn to, kiểu igu này, rồi kỳ đà này. Xấu rồi. Thế thì nên đặt tên vì là bọn đấy nó cũng gọi được và cũng huấn luyện được. Còn bọn này chịu. Đấy, các bạn thấy con King Snake, con rắn vua là như thế nào, đẹp không? Và các bạn có muốn sở hữu con này không? Nếu mà muốn sở hữu các bạn có thể liên hệ ngay với các shop bò sát lớn. Như ở Hà Nội thì có Pop Pet với Việt Pet này. Và trong Sài Gòn thì cũng có shop nào đấy. Nhưng mà tôi không đi chơi với cả shop nào trong Sài Gòn nên là tôi không biết. Thì các bạn anh em Sài Gòn có thể tìm hiểu.
Đó. Có đẹp luôn, có đẹp mấy triệu. Vừa được tặng xong, thích vãi. Đó, ok, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Bây giờ tôi sẽ cho bằng hộp và đây là sau khoảng 3-4 ngày rồi. À, về chế độ ăn thì bọn bé này thì nên các bạn có thể cho ăn 1 tuần 2 lần cũng được. Nhưng mà nếu mà trời lạnh này thì tôi nghĩ là khoảng tầm 1 tuần 1 lần thôi, trước khi các bạn đảm bảo được nhiệt độ cho nó. Đó, ok, bây giờ tôi cất nó vào chuồng nhé. À, thì tôi sẽ đóng nó nắp vào, xong rồi cất nó vào chuồng, nó bỏ trong hộp, nó cũng đẹp. Thế anh ấy còn tặng tôi luôn cả cái hộp này luôn này. Hộp này mua ở các shop cũng phải tầm 3 lít rưỡi. Hộp chuyên dụng để nuôi rắn các bạn. Trông khá là ổn áp. Đấy, con nắp này. Nào, vào đây, vào đây, vào, vào, vào. Nó cứ quyền lưới tôi, nó không muốn rời. Vào, 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 vào. Vào đi. Gà đẹp, bóng đẹp vãi luôn. Đó, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhá. Lần sau chắc là tôi sẽ nói về con King Rat Snake. Con này là King Snake rồi. Đó, các dòng King King tập tập. Thế biết bao giờ mình có cơ hội gặp được con King Cobra để mà làm clip nhỉ? King Cobra thì đã đóng cầm luôn. Ok, chào tạm biệt. I'd like to love you.